Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series mini game Water ấy của mình, Water gì đấy. Rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại và chơi cái tựa game con gà này nhá. Bây giờ thì chúng ui con bốt này. Bây giờ chúng ta sẽ đánh level 9 nha. Nào, chúng ta sẽ lên đường tấn công. Rồi. Mày này con. Mày này. Mày. Mày nè. Trò này khá là vui nhộn, kiểu hài vãi cả trường ấy. Bây giờ không phải dân rồi, cho nên là mình sẽ kiểu chọn những thằng khác. Boom. Bổ nè. Nổ ngay. Chỉ cần một tơn thôi. Ra là 6 coin này. 20x xếp. Chúng ta sẽ đã được thêm cả một ông nông dân nữa. Luigi. 10 thẻ Luigi không có tiền. Rocksmith. Rồi, chúng ta lên đường nào. Grubo the Chicken Lock. Nông dân này anh em ạ. Ghê mày. Critical hit. Lão nè. Ây à. Ok. Oh really? Chết mày đi. Rồi chúng ta đã có 41 coin. 20x xếp. Bougie 16 con. Wow. Robsmith Epic. Wow. Chúng ta đã lúc được con mới, tanh mới sao ấy. Mình xem nào. Rồi. Rocksmith là tanh, đúng không? Tanh vào 7, cho con này tàu lượn luôn đi. Ok. Ok, chúng ta sẽ lên đường. Chúng ta đã luôn Rocksmith. Chúng ta sẽ đánh tiếp nào. Rocksmith đâu? Ui, một vả luôn. Critical hit này anh em này. Nó có khả năng đẩy lùi. Ây à. Một vả này. Mày này con. Chọc này. Dạ. Toàn được Grand Bar skin nhỉ. Hello there, it seems like the wizard got some work for you. Chúng ta sẽ có một số việc của phù thủy giao cho chúng ta. Ok, chúng ta có nhiệm vụ hàng ngày đây rồi. Rocksmith. Mày nè, vẫn chết nha, lão. Ghê vậy. Con Rocksmith này kinh lắm, anh em yên tâm. Ok.
Rồi, gãy đầu luôn rồi. Ok. Uji. Rồi, chúng ta sẽ đánh tiếp nào. Tiếp tục thôi. Mày nè, critical. Mày nè con. Mày kinh quá nhỉ, con mày kinh quá. Chết đi. Thằng ấy cứ chạy lên là bị bắn chết là thế nào. Vãi trưởng, nó lăn kìa. Nổ rồi, ok. Tuyệt vời. Yeah, mình vẫn chưa biết thua là gì. Ok. Rồi, con này ra trận nào. Rồi. Bắn trưởng con. Láo này con. Mày này con. Chết đi. Chết đi. Ấy. Wow, chúng ta lực lượng chúng ta lại thắng rồi. Yeah. Ok, victory. Coi này, except này, how why Angela, nhưng mà mình có con kia rồi, chứ unlock clan. Ok, chúng ta sẽ vào clan. À, cái này giống như trò ấy đấy anh em này. Cái này giống như trò siêu nhân. Sợ gì mày? Lên mày. Dark Reaper. Chúng ta let's go. Xong đấu nào. Dân làng. Bổ vào mồm nè. Xúc xích này anh em. Chiu. Chết mày đi. Rồi chúng ta sẽ gọi những cái con mà có lợi nhá. Con này con Goblin này. Láo này. Dark Reaper, Dark Reaper này. Dark Reaper này. Dark Reaper này. Con này đập kinh vãi. Rồi bạn ấy thất thủ rồi. Thất thủ này. Chúng ta chiến thắng rồi anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu tiếp. Ok. Mày chết này. Láo này. Láo này con. Láo à con. Láo này. Con này kiểu nó tếu vãi. Nó cứ lao lên rồi. Buồn cười vậy. Mày. Rồi được một phát rồi. Ui. Ghê chưa. Vụt này con. Vụt này con. Yeah. Rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài để tấn công tiếp nhá. Unlock cái. Trò này là nó khá giống với cái trò siêu nhân Power Ranger của mình. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bam cái 15. Rồi. Let's go.
rồi. Đánh này, đánh này, đánh này. Ok, tiếp tục một ông thợ rèn nữa. Láo nè. Thợ rèn thì gặp thằng này nó rất là lỏi đấy, vô lỏi vậy. Đấy. Nó sẽ đánh hộ luôn. Úi dồi, nó cũng chết rồi. Khó quá nhở. Lão này critical rồi. Mày chết. Ouch. Ouch. Phép kìa. Dùng phép này. Chết đi mày. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo. Thì các em đừng quên nhấn like. Ui, lại một con mới kìa anh em ơi. Yeah. Like và bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Tạm biệt anh em. Bye bye.